phá nhiều vụ án từ nguồn tin gọi đến đường dây nóng của Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng công bố số đường dây nóng, Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế nhận được nhiều nguồn tin tố giác tội phạm giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sau gần một tháng công bố điện thoại đường dây nóng, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh này, tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên thăm hỏi, phản ánh tình hình liên quan an ninh trật tự. Trong đó có 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự, 13 tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự, 10 tin liên quan đến chất cấm, 6 tin liên quan đến môi trường. Nhiều thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung vai, góp sức, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tại địa phương. Quá trình tiếp nhận thông tin của người dân, Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc đường dây nóng, trực 24/24, tham mưu phối hợp với công an các đơn vị địa phương vào cuộc quyết liệt, xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời. Điển hình như khi tiếp nhận tin thông qua đường dây nóng của người dân phản ánh về các đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn, sinh năm 1976, trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới cầm đầu, cùng 10 kẻ khác có hành vi đánh bạc, tạm giữ 50 triệu đồng. Cũng qua đường dây nóng, Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế nhận tin báo của một người dân trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, do sơ hở bị kẻ gian cậy cốp xe lấy mất 3 triệu đồng. Tin báo này ngay lập tức được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an Hương Trà khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ kẻ gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Không chỉ triệt phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân, mà đường dây nóng của Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế còn tiếp nhận, xử lý giúp đỡ những người dân gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Tiếp nhận thông tin, anh Nguyễn Định Chính do sơ suất trong lúc xuống xe khách để ăn trưa tại Hà Tĩnh, bị lỡ chuyến trong khi hành lý và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng còn ở trên xe khách, thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên Huế trên tuyến quốc lộ 1A đã lập tức phối hợp Công an Quảng Trị hỗ trợ, hướng dẫn liên lạc với nhà xe để lấy lại hành lý cho anh Chính. Trước đó, ngày 16 tháng 1, tại hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2024, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đường dây nóng 091-969-7575. Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân tốt hơn. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, kể từ khi công khai đường dây nóng, mỗi ngày ông nhận được khoảng 30-40 tin nhắn, cuộc gọi từ người dân, trong đó có khoảng hơn 10 tin nhắn liên quan đến tố giác tội phạm, còn lại hầu hết là các tin nhắn cuộc gọi mang tính chào hỏi. Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, ngoài việc tiếp nhận tin nhắn cuộc gọi theo dịch vụ viễn thông thì số đường dây nóng còn kết nối với 3 nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân một cách linh hoạt và tốt hơn. Ngoài ra, số đường dây nóng kể trên ngoài việc được kết nối với một máy điện thoại mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng hàng ngày thì còn được kết nối trực tiếp với một máy tính đặt tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong trường hợp người dân gọi phản ánh mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn bận không nghe máy, thì sẽ có người trực chỉ huy ở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nghe máy và báo cáo lại. Chủ nhà hàng ở Hạ Long bị tố chặt chém bữa ăn gần 12 triệu ngày Tết lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, chủ nhà hàng Vua Hải Sản 3 thành phố Hạ Long cho rằng những thông tin trên mạng xã hội tố nhà hàng chặt chém trong ngày Tết với nhóm du khách là chưa chính xác và chưa đúng bản chất của sự việc. Hôm qua trao đổi với phóng viên, ông Vũ Chí Cường, chủ nhà hàng Vua Hải Sản 3 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, xác nhận vụ việc lùm xùm trên mạng xã hội về việc một nhóm du khách tố nhà hàng của ông chặt chém diễn ra tại nhà hàng này. Cũng theo ông Cường, một số nội dung bài đăng trên mạng xã hội tố nhà hàng chặt chém là chưa chính xác. Bản chất vụ việc không giống như mạng xã hội bình luận. Theo đó, ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhà hàng Vua Hải Sản 3 mở bán ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Khoảng 21 giờ cùng ngày có đoàn 16 khách vào gọi món. Tại khu vực bể hải sản tươi sống, nhóm du khách trực tiếp yêu cầu 2 cân rưỡi ruốc chân dài, 4 cân cá song, 2 cân ốc hương to, 2 cân bề bề to, 2 cân ngao hoa và 15 con hàu sống. Ngoài ra còn các món ăn kèm như cơm, rau cải xào, canh cải thịt, thịt rang cháy cạnh, bia và nước ngọt. Ông Cường cho biết thêm, trước đó hai bên đã trao đổi về giá cả và cho thực khách xem bảng niêm yết. Khi thống nhất mới cho cân rồi mang vào nấu. Hôm đó tôi cũng trực tiếp ở nhà hàng và còn phục vụ luôn việc mang đồ ăn ra bàn cho nhóm khách. Trong lúc dùng dịch vụ không thấy ai phản ánh gì.
chỉ mỗi việc khách yêu cầu làm hàu phô mai, nhưng nhà hàng hết phô mai nên đề xuất thay sang hàu nướng mỡ hành và được đồng ý. Về vấn đề giá cả quá cao so với thường ngày và có dấu hiệu chặt chém ngày Tết, ông Cường thông tin, thời điểm Tết giá cả thị trường tăng cao, một số mặt hàng hải sản khan hiếm nên giá tăng cao là chuyện bình thường. Hơn nữa, thời điểm Tết, nhà hàng thuê nhân viên làm việc lương gấp 3 lần khiến mọi chi phí đội lên. Ông Cường nói, ai làm cũng phải có lãi. Mọi chi phí thời điểm Tết đều tăng, không thể so sánh giá hải sản ngoài chợ với giá trong nhà hàng được, vì để ra được một món ăn cần nhiều thứ kèm theo. Đây là lần đầu tiên nhà hàng tôi bị phản ánh như vậy, chứ từ trước không có chuyện tương tự xảy ra. Đặc biệt trong ngày 16 tháng 2, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng đăng bài viết nhận là người quen của ông Cường và cho rằng giá bán hải sản ngày Tết như vậy là hợp lý. Đơn cử, tài khoản Facebook có tên là Trần Hải lên tiếng, những người chê giá đắt thì không nên về Quảng Ninh ăn hải sản. Bài viết sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều, bức xúc. Tuy nhiên ông Cường khẳng định không hề quen biết người này và cho rằng người này tự ý đăng tải thông tin khiến sự việc thêm rắc rối. Trước đó ngày 16 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài viết với nội dung tố một nhà hàng có địa chỉ tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, chặt chém khi phải bỏ ra số tiền gần 12 triệu đồng cho bữa ăn tối tại đây. Cụ thể, tài khoản Facebook có tên là Phạm Huyền Trang phản ánh về việc nhóm 16 thực khách tới nhà hàng Vua Hải Sản 3 ăn 2 bát ruốc giá 2,1 triệu đồng, một đĩa bề bề hàng loại 5 giá 1,3 triệu đồng, khi gọi hàu phô mai lại mang hàu mỡ hành, ngao và ốc toàn loại nhỏ. Hóa đơn thanh toán bữa ăn của nhóm thực khách này hết 11 triệu 785 nghìn đồng. Thông tin cũng được nhiều mạng xã hội đưa lại khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Theo đó, trong quá trình trao đổi, mua bán hàng và phục vụ khách, nhà hàng đã cung cấp bảng niêm yết giá và thống nhất với khách về giá đối với các mặt hàng mà nhóm khách yêu cầu. Đồng thời, trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách không có phản ánh gì. Nhà hàng đã cung cấp được bảng niêm yết giá các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Yêu cầu công an làm rõ đối tượng đứng sau người ăn xin ở cổng đền tại Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Huyện ủy Như Thanh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ đối tượng đứng sau đưa nhóm người ăn xin lên cổng đền sau khi có phản ánh. Bí thư Huyện ủy Như Thanh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, sau khi báo chí có bài phản ánh về việc nhiều người ăn xin lê lết trước cổng đền Phủ Na, huyện đã chỉ đạo công an, phòng văn hóa, ủy ban nhân dân xã Xuân Du làm rõ và có biện pháp cụ thể. Ông Dũng cho hay, nhóm người ăn xin là người ở nơi khác đến, chúng tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc, xác minh xem đối tượng đứng sau đưa nhóm người này là ai để có biện pháp xử lý. Theo bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh, huyện đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trên. Bà Hoa cho biết trên địa bàn huyện hiện có 6 di tích lịch sử văn hóa, có 3 lễ hội dân gian, trong đó có 2 lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích và lễ hội hầu hết diễn ra vào dịp đầu năm mới. Trước khi diễn ra các hoạt động lễ hội tại di tích, Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời yêu cầu ban quản lý di tích xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên tại di tích Phủ Na xuất hiện nhiều người ăn xin ngồi trước cổng ra vào. Theo bà Hoa, từ ngày đầu kỳ hội, hàng ngày khi có người ăn xin, ban quản lý di tích đều đón họ vào trung tâm xã, mời gia đình đến cam kết và đón họ về, đồng thời đã hỗ trợ cho mỗi người 15 cân gạo và 100.000 đồng. Tuy nhiên đến ngày hôm sau vẫn có nhiều người quay trở lại và có thêm người ăn xin mới. Bà Hoa chia sẻ, trước tình hình trên, ngoài việc hỗ trợ tăng cường tuyên truyền vận động các gia đình cam kết quản lý người trong gia đình, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các huyện có công dân đến ăn xin tại Phủ Na, phối hợp đón người và quản lý công dân, giúp cho việc tổ chức lễ hội Phủ Na theo đúng quy định. Như đã đưa tin, vào những ngày này, trước cổng Na Sơn Động Phủ hay còn gọi là đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, có rất nhiều người ăn xin ngồi lê lết khiến du khách ái ngại khi vào đền vãn cảnh đầu xuân. Những người ăn xin này ngồi án ngữ giữa đường, ngay cổng ra vào. Trong số đó có nhiều người già, khuyết tật, thậm chí cả trẻ em ngồi lê lết để xin tiền người dân và du khách.